Bữa nay tôi không ngờ ông chơi lớn luôn sao? Mày nói là mày thấy không? Cái túi này thơm. Thơm không? Mày muốn xác không? Bóc cửa vào. Lấy tao tao. Hai đứa con từ sáng giờ mày được nhiêu đó. Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, thì nãy giờ mình đi công chuyện các bạn, thì mình có ghé mua một số dụng cụ, một số đồ nghề để hôm nay mình sẽ thực hiện cho thằng Lùng một phát nha bạn. Thì hôm nay thì mình cũng có cho thằng Lùng rất là nhiều nha, nhưng mà vì lý do kỹ thuật là Lùng nó phát hiện nha bạn, nên clip không được hay, không được suôn sẻ, nên mình không có đăng lên cho tất cả các bạn cùng xem nha. Thì hôm nay mình suy nghĩ rất là thấu đáo, mình sẽ có một cái màn tròn tuyệt đỉnh cung phu để dành tặng đến tất cả các bạn nha. Bữa nay thằng Lùng chạy trời cũng không khỏi nắng nha bạn. Thì màn tròn này nó như thế nào thì các bạn cứ theo dõi clip hôm nay thì các bạn sẽ rõ nha. Đồ nghề thì mình đã chuẩn bị xong hết trơn nha bạn. Nói chung là hôm nay Lùng chỉ có nhiệm vụ thưởng thức cái màn tròn hôm nay hoành tráng nha bạn. Thôi bây giờ mình ra trò để rủ mấy anh em chơi một cái trò chơi để mình thực hiện hốt cho Lùng một thang, để mình nhắn tin cho Quy Quyên với Te nó biết, để nó hợp tác cùng mình để đưa thằng Lùng vô bẫy để thực hiện cái màn tròn này dành cho Lùng nha bạn. Nếu tất cả bạn thích clip này thì các bạn nhớ nhấn like clip để tặng mình, và nếu tất cả bạn mà thấy clip này có gì đó nó quá đáng với Lùng thì các bạn cũng thông cảm bỏ qua giúp mình. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nha. Các bạn ơi, thì trước khi ra trò thì mình sẽ chuẩn bị đồ nghề cho nó lưu hít nha bạn, để hốt tròn Lùng một thang này. Mình nói thiệt chứ các bạn ha, bữa nay mà cho thằng Lùng không thành công chứ mình không còn gì để nấu nữa nha bạn. Thì hôm nay mình cũng cho nó cũng khá là nhiều màn nha bạn, thì cũng thất bại cũng khá là nhiều màn nha. Bởi vậy thật là đau lòng nha bạn. Bởi vậy một cái người mà người ta đã cố tình mà người ta nói chung là canh me mình thì mình khó mà cho được nha bạn. Đây thì đồ nghề cho thằng Lùng hôm nay nó sẽ gồm có những thứ này nha bạn. Đây là bịch thức ăn cho gà nha. Ồ, đây là hai trứng hụt vịt thúi các bạn. Đây các bạn thấy sao, nó đang thùi lùi các bạn. Đó, thúi thì thùi nhé nha. Còn đây nữa là chưa hết đâu, cái đó chi là mới là phần khui các bạn, phần chính nằm ngay đây nha. Đây các bạn thấy gì không, đây là cái miếng tả lót của con mình nha bạn. Đó, bữa nay mình sử dụng cái miếng tả lót này nha bạn. Đây là cái miếng tả lót mới nha. Đó, bây giờ mình sẽ lấy thức ăn cho gà, mình sẽ bóp nhuyễn ra, giờ mình sẽ trộn cho một vịt thúi, giờ mình sẽ để vô cái miếng tả lót này nha bạn. Thì các bạn muốn biết cái màn tròn này nó hấp dẫn như thế nào thì các bạn cứ xem clip tới cuối clip thì các bạn sẽ biết nha. Rồi bây giờ mình tranh thủ đi làm, xong mình sẽ giấu vô trong bụi cỏ nha bạn. Để hồi mình ra trời mình vũ Lùng với mấy anh em chơi cái trò chơi này để thực hiện cho anh Lùng nha bạn. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay anh em mình sẽ tổ chức sinh nhật nha bạn. Wow. Thì anh em mình có mua 4 cái bánh kem nha. Đó, nhưng sinh nhật của ai thì các bạn xem hết clip này thì các bạn sẽ biết nha. Ok không? Bây giờ thì trước khi vào clip, mời tất cả các bạn cùng anh em mình sẽ hát bài Happy Birthday chú Dung. Happy New Year. Happy New Year để gửi tặng cho một sinh nhật của một người giấu mặt các bạn. Biết cào. Biết. Đâu. Bên, cắt đi hai. Ngày hôm nay ta cũng hợp bên nơi đây, ngồi bên nhau ta chúc mừng sinh nhật. Happy Birthday, Happy Birthday chú Dung. Happy Birthday chú Dung. Đó, thôi thôi. I want be a star. Đủ, biết ăn đi chơi. Biết ăn đi chơi. Trời ơi, cái này ăn. Cái này đâu? Quá dữ. Nói chung là các bạn nếu có tiệc sinh nhật hay là gì đó muốn mời anh em mình góp vui thì các bạn cứ liên hệ nha bạn. Anh em mình dân nghệ máu đúng không? Đúng. Quá máu. Thì đây hôm nay anh em mình sẽ có một cái trò chơi để tổ chức cho bốn anh em trong team mình chơi nha bạn. Thì trò chơi thì rất là đơn giản. Đây là bốn cái bánh kem nha. Thì anh em mình sẽ chia ra làm hai đội, mỗi đội sẽ là hai người. Thì hai người sẽ bịt mắt, người đút cho kia ăn, còn người kia đút lại cho nó ăn. Đội nào mà trong thời gian sớm nhất mà ăn hết hai cái bánh kem thì trước nhất thì sẽ thắng 500k của ta. Ok. Đó, đơn giản thôi. Bình thường. Chưa? Bánh kem yeah. Có nhưng đây là bốn cái bánh kem thì anh em mày mua ngoài tiệm thì tương đối nó bằng nhau nha bạn, nhưng nó không giống nhau nha, nhưng thể thích nói có thể là bằng nhau, nhưng trên là chút đỉnh không sai bạn. Thì anh em mình ăn bánh kem mà các bạn cũng biết rồi. Ê, ăn vô tư ngon quá anh hả? Bánh này ngon. Ừ, ngon ăn đi. Bánh nào cũng ngon. Bánh kem ngon vô bạn ơi. Bánh nào cũng ngon. Happy birthday. Rồi đó mày có sinh nhật không? Vậy. Rồi đó mày có sinh nhật không? Không có sinh nhật không? Happy vô vô. Có cái tiệm thâu bú bây giờ là hết luôn đó. Cái gì? Có cái tiệm thâu bú bây giờ là xong rồi. Happy vô vô.
Bây giờ ông cũng còn bú nó không ở. Ê, tại vì bú. Năm tao bầu tuổi là mẹ tao làm cho tao có tiệc thôi bú. Đúng không? Bây giờ tao bắt đầu tao bú lại. Nói chung đợt trước thì có bà xã có tổ chức tao cái sinh nhật, nói chung rất đáng nhớ là tuyệt vời đúng không? Nói chung hôm đó tao khóc rất là nhiều phải không? Ừ, tao cười nhiều góc nữa. Tao xúc động quá vì hết một lần thôi bú rồi tới bú mày bú mày bú mày chà mày nó mày dám bú á. Rồi cái thuốc là ông nuốt nguyên bánh kem không nhai đúng không? Cái thuốc thì nói chung thì ta không còn sinh nhật nữa. Mong tất cả anh em sẽ dành cho tôi một cái sinh nhật đáng nhớ, ok không? Ok. Rồi bây giờ anh em mình sẽ tiến hành vào cuộc chơi hôm nay nha. Các bạn đấu xem coi đội nào sẽ chiến thắng giành 500k tiền thưởng của mình ngày hôm nay nha. Rồi bây giờ bố anh em mình sẽ quế để chọn bầu. Ok. Xách xuống bình thủ nha. Không bầu không bầu. Đang xung nè. Trắng là trắng thì đen qua đen. Đủ vô. Đây ông lùng đang ngẫu nha, hiểu rồi nữa ha. Sao cái này phải lùng à? Ủa, nó chạy, chạy, chạy. Ủa, nó chạy. Rồi chơi đi, chơi đi. Dứt. Ồ, quay. Tối không hả? Tối không? Đây, ông này. Chạy chạy, bộ chia rồi, nó chu nó gì chạy. Ủa, đen lái vậy? Tôi chưa biết ai ra, hiểu không? Tao, quay bên đen nè, hai bay trắng nè, hai bay bồ như cái tu nó gì. Rồi, ai chơi trước, chụp chơi đi. Mày cử tao chụp chơi đúng không? Ừ. Hai bay cử ai? Ông chỉ à? Mày chỉ xì với ổng đi. Ok. Ok. Ú giữ. Anh trước nè. Anh đi trước nha. Anh đi trước. Ok. Sổm xì. Rồi mày đi trước. Rồi đi trước luôn. Thôi lúc nào cũng may mắn. Ôi bà ơi, con trùng mạch cho biết nghiệm luôn. Nói chung là mình và biết đi sao sẽ rút kinh nghiệm được của đội trước nha bạn. Ok không? Ok ok. Anh em hôm nay. Không đi sao lại thế nha. Đúng rồi. Hôm nay anh em mình sẽ chơi là 1000 phần dễ. Nhưng anh em sẽ cố gắng ăn làm sao cho nó bớt gớt đi không? Gớt nhiều quá thức ăn đừng định lãng phí. Đúng. Đúng không? Mình nói sao cho nó bớt gớt. Rồi ok, dứt. Chơi rồi, phải bị bắt nha. Thì thời gian nào ngắn ngắn, không có thời gian hết. Hồi nãy ông chưa vào là chưa bị bắt á. Bịt mắt chứ. Ừ, phải bịt mắt nha. Thôi, nói mày nghe nè. Dạ. Ông không bịt mắt, hồi khỏi chơi lấy 500k tao luôn đi mày. Ừ. Tự nhiên cái mình ngồi anh kèm về, cái mày mở mắt rồi mồi múc ăn nè. Thôi, bịt người ông nội ơi. Đúng đúng rồi trời. Bịt hai người. Bịt người ơi. Hai người đúng qua đâu phải mà. Bịt thằng con bắt rồi. Bịt ăn nè. Rồi nó 500k thủ nào, ok. Đẹp cái vậy. Vô cao nè. Ở trong bà cuộc chơi là hai người bịt mắt hết. Người đúng cho thằng kia, thằng kia đúng cho thằng nọ. Rồi dứt, mày bạn xuống. Để tôi bịt mắt lại. Lấy che bánh kẹo gai. Đây em phải để đây để nó hồi nó trên đó để không được. Ngồi xuống vậy hả? Đây. Ừ. Ngồi vậy không em? Đây. Ngồi vậy không? Nè. Mày nằm á. Chứ ngồi sao không? Mày nằm á đừng ngồi ngồi chớp thì luôn. Cái này tôi ngồi xuống chứ phải tôi đứng xuống đâu. Mày nằm á. Nằm không? Ok. Nằm xuống, nằm xuống. Ừ. Ô ô, đi ra chạy. Vậy mà nằm rồi mình. Vậy mày, mình lỡ nằm rồi làm bụng cậu đi. Mày làm bụng cậu hả? Không làm bụng cậu đi. Thôi nghỉ 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 khỏe. Vô với mày không chạy. Rồi dứt ha. Rồi hai người ngồi ghế này nè. Ngồi đây tao bà tặng. Ừ. Bà bắt đây. Giờ chơi con máu ngang nè. Đây bà bắt tay trước đây. Chấm xì ai ai mà khua ăn hai trái luôn. Thôi thằng ăn trái gì làm chơi gì chạy. Cuộc chơi ông ta thằng ăn trái chứ chấm xì với tại em. Mày ngu quá. Ví dụ tao ăn vậy không ngu hết. Đúng rồi mày ngu quá à. Ăn trái tao rồi ơi. Ví dụ như tao ăn hết. Mày đút cho tao ăn được tới nữa. Tao đục bố cái thằng này đầu thúi thế nhờ. Rồi xong luôn rồi. Cặp mắt của tôi rồi. Sắp thuốc mắt vậy. Rồi cặp mắt tôi chuẩn bị có con mắt thứ ba luôn quá. Đây mình sẽ bịt tay các bạn. Rồi mình sẽ qua bịt lùng nha. Ok. Rồi siết cái đuôi mắt luôn quá. Ông có thể nào mà siết. À coi coi. Ủa ông tính nhắn vô hô của bài của sự. Ủa trời nhắn gì trời coi coi. Mày có hỏi ông mày hứa gì mày sao. Tự nhắn tôi nữa tôi ha. Rồi vậy mày bịt phải không. Được. Hai cái lùng nha. Ok. Đủ. Thôi thấy em rồi. Thấy em rồi. Thấy hả. Thấy giờ bịt lại. Hay phải vậy nữa, vậy mới được. Đúng rồi, bịt lại. Vậy con bốn lớp mà con thấy hả? Vậy rồi mới thấy mày. Thấy què thấy. Thấy không bốn. Thấy không? Không, con thấy thiệt. Thấy con ghẹn. Sao hai mắt mày giống hai cái biển vậy? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Bốn lớp đó. Rồi, đây là cô Lai, cô Lai anh Tê. Cô Lai anh Tê. Đây, vậy quán chị em còn thấy trời. Ủa không, tôi thấy không, thấy không nha. Bịt bịt lên tay nha. Không làm gì đẹp quá, tôi quay vậy. Thấy chưa? Rồi, ok. Thấy chưa? Thấy chưa? Được cả chưa? Sợ quá. Rồi thấy chưa? Rồi thấy đường lên lấy. Số mày, số mày, số này số mày. Số mày mày. Cái gì vậy? Số mày. Số mày. Ai biết ba. Rồi giờ tôi sẽ okay. Cho thằng Lùng cắn cam nè. Ừ. Cầm tay nè. Nè, cầm tay nào? Cầm tay nào? Tay này. Cầm muỗng. Cầm muỗng tay nào? Cầm muỗng tay phải chứ không lẽ cầm tay luôn rồi. Đây, tay phải nè. Ừ. Chóng lùng cầm muỗng miệng đi nơi. Rồi bây giờ ta sẽ đưa cho te cái bánh kem. Te cầm ta nào. Nè. Ta này phải không? Ừ.
Mũ nè. Rồi, chuẩn bị nha. Trời ơi. Không gì đúng ăn, tao đúng mày ăn chứ sao trời. Không giờ chưa, không giờ chưa. Cái này là giả nha các bạn. Cái này là thức ăn và hộp bị thúi mình pha lại nha các bạn. Đúng có chịu quá. Rồi. Giờ bấm giờ trời lâu vậy? Chưa. Dứt cả. Phải kiểm tra chứ. Ok nha. Ok chưa? Lâu dữ trời. Giờ ai phân ai đó. Phân coi ai đúng trước. Nè mặt nè. Giờ vô. Ừ. Ây da. Ừ nè, giờ vô. Đó cái miệng nè, thấy không? Thấy nè, cái đó. Sao chọn chú miệng. Rồi. Ơi, còn không đâu rồi. Đây nè. Đâu? Đó đâu nè. Rồi rồi ok. Đó. Rồi trời. Trời thử nghiệm lâu dữ trời. Rồi ok ok. Rồi ok chưa? Ok. Chuẩn bị bấm giờ nha. Ok. Ok chưa? Ok ok. Ai đúng trước? Bây giờ phải ấy ai đúng trước chứ? Thôi tôi đúng trước đi ông rồi. Ừ. À, ông đúng trước muốn sao? Rồi ok mày. Mày mày luôn quá là đúng trước được trời. Nào đưa đưa muỗng trước đi biết đó mà nhìn ra. Ừ. Mày đúng trước nha. Ừ tôi đúng trước nè. Bấm. Vậy rồi nha. Bấm giờ nha. Để múc muỗng coi được cái này khó quá. Rồi ok chưa? Rồi. Ok chưa? Rồi, okay. Ok đó. Ok. Nha. 1 2 3 bấm giờ. Bấm giờ, bấm giờ, bấm giờ. Miệng ơi, tao quay cho hả? Sao quay cho hả? Miệng lên lên chút. Ừ. Trời. Ok, ok, ok. Rồi tao kêu lại nha. Ừ. Thằng đúng ngủ nha. Đúng vậy, đúng vậy. Thằng đúng ngủ đúng quy lại không được hả? Thôi, thằng đúng ngủ lại cho con bằng. Đúng vậy, đúng vậy. Ừ, sao nè. Ừ. Nó ông nội. Ừ. Trời ơi. Trời ơi. Đúng rồi con vậy. Mày lấy được không? Làm gì đúng cái bon trời. Thấy không ơi. Không thấy sao cái bon hả? Đúng 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 đi, đúng thấy đi. Không máu liền. Đúng đúng. Hai con ra. Hai con ra. Hai con ra. Dư dư dư. Hai con ra. Chị đi bên cậy nó. Ừ dư. Sao xương chốc. Không bảo sao đụng chân trời. Xương xương xương. Thấy đúng cái lỗ mũi của trời hả? Đây, bé đúng đâu cho lỗ mũi lụng trời ở đầu dưới đây. Hết là gian, canh canh lẹ. Nhanh đi. Trời ơi, không miếng nhẹ hả? Bánh kem không ngon gì ngon nữa. Ngon không? Ngon không không? Đâu đâu không nghe chưa hả? Rồi, ngon, ngon nghe. Trời sao đúng cái bon trời mấy đường vậy mà. Ơi, thấy đường vậy mày. Ơi, thấy không máu liền á. Đúng sao ngay vậy trời. Hết chưa? Đồ tôi nuốt cái bổ luôn đi. Đồ ăn kem ngon trời. Ê, 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 hả? Ơi, quýt đúng rồi, quýt hay đó. Ú. Đồ, đồ. Ngon hiệu này. Đứa cha ăn lỗ mũi ngon vậy. Mau hết. Trời ơi trời. Cục nhớ vậy. Không lẽ không ăn được trời. Một cục cháu nội. Ôi ôi ôi. Một cục nó bé nè. Trời ơi muốn bằng cái hâu gì bự vậy. Muốn cái mũ gì vậy, nhỏ vậy. Ừ. Lẹ đi ông nội hết thì vàng. Để tao nhai đi chứ. Nè. Cậu không nghe chưa. Nghe chưa, nghe chưa. Nghe chưa, nghe chưa. Ừ. Ông kìa lại đi. Mẹ. Trời, trời múc cái cục nhỏ vậy. Ê, trời, bộ có thù với ông ta vậy. Bộ có thù với ông ta múc cục. Cậu, tôi nghe tiếng ông anh. Ôi. Rồi. Xíu hả? Gớt hả, gớt hả? Lên miếng hả? Ô, đu đút cái bao trời. Đủ. Ok. Trời trời tao té bút lại bụng nhỏ xíu hả? Bắt cần hết trời. Tại bữa lộn cái bụng cái bụng bự lắm nha. Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi!
Bữa nay ông là ông thấy không luôn. Tôi nói nè, bữa nay là ông ăn shit đúng nghĩa luôn. Con tao nó uống sữa mà nó sữa có đâu này làm biết đâu mà ơi. Trời ơi, bữa nay, ê, tôi từ đó giờ tôi nghe nói người ta ăn shit nhưng mà tôi không tin. Ủa, bữa nay làm gì mà đi về với ông Sạm? Bữa nay gom hai đứa lại mới được nhiêu đó. Hai đứa là đứa ông lùn chứ không phải một đứa đâu. Ê, gom hai đứa con lại mới được nhiêu đó. Hai đứa luôn. Nghĩ sao vậy? Gì đâu sợ? Quá à? Bữa nay tôi không ngờ ông chơi lớn luôn Sạm. Mẹ nói giờ mày thấy thơm không? Tôi đuối vậy lại thơm. Thơm không? Thơm không? Bữa nay muốn xuống sáng không? Muốn không? Bóp cứ dạ luôn. Rớt ra đâu tính. Hai đứa con đó. Từ sáng giờ mày được nhiêu đó? Không phải tin được rồi, bữa nay cho ông lượng xíu luôn. Người ta có một cục vỏ của nguyên bộ. Nói chung là các bạn biết sao không? Con mình sửa bạn. Nó không dơ đâu. Lụng ăn được mà mày thử. Không dơ đâu, nhút luôn rồi sao vậy? Con béo béo cái gì á. Khoan để lại mình phỏng vắng lụng coi nó. Mình... Ê phải, lần đầu tiên thử ăn shit rồi, ăn shit sữa rồi. Ê, cho là không dám coi mày ăn shit cơm của con tao con không? Bữa nay con ăn shit luôn. Shit này mày tự ăn chay anh. Mày ngon không? Thì ra là anh ba tôi làm chuyện ấy luôn à. Ê, mấy món mày thèm thì không có đâu ăn nha Phen. Cái này hiếm lắm á. Đại bá. Đúng không? Ê, cái này ông phải chanh mới có, cái này hiếm lắm á, giỡn đâu. Tao nói mày tao gom từ sáng giờ của hai đứa con tao luôn mới được nhiều đó. Ê, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, giỡn không? Có đầu dư nhiều. Ê, trên lỗ tai em còn dính shit kìa ông nội. Ghê quá. Công nhận ông Sạm gom hai bịch này. Dính shit. Ê, anh ăn shit. Ê, ông là số 1 á. Số cô la. Thì ra là anh ba đi ăn xin. Bức cái tả luôn á trời. Ghê, ghê quá đi. Nói chung là mình đã cho anh Lùng thành công các bạn. Thật sự các bạn biết là cái miếng tả mới nha. Và thức ăn cho gà và hột vịt thúi. Mình pha lộn lên nhau chứ không phải là shit thiệt nha bạn. Các bạn đừng nghĩ đó là shit thiệt nha. Nhưng mà cái mùi nó thúi. Anh nóng luôn anh. Nó thúi cũng giống như là shit vậy bạn anh luôn. Bây giờ thì mình sẽ khép lại clip tại đây. Chúc cho tất cả các bạn. Trời, trời, trời. Đâu, không.